Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay thầy đang ở tại vườn của anh Sự cả nhà. Vườn của anh Sự đó làm thi với thầy cũng ngay từ đầu. Thì hôm nay có dịp mà mấy anh bên báo nông nghiệp xuống quay cái dãy kho qua của anh Sự. Cái dãy kho qua của anh Sự là trồng hai bên môi trường riêng đó. Thì trồng được 6 vụ rồi. Thì mà ứng dụng si với hữu cơ để mình làm cái xử lý đất á. Trồng 6 vụ này rồi, hiện tại là dắt anh Vũ với anh em xuống làm cái bài báo để đăng trên báo nông nghiệp á. Thì chỗ anh Sự đi trồng sầu riêng hay là làm theo quy trình của đại sầu riêng đó, thì cũng đã mấy năm rồi, từ lúc ban đầu ha. Thì được rồi, là ảnh không chưa tưới si kịp định kỳ á các bạn đó. Thì được rồi, anh tưới lại rồi thì bắt hữu cơ, và ở trên thì mình xịt amino sắt liu ha. Cái dòng amino hiện tại này đang không phối, thì cái đó là hoàn toàn là công nghệ sinh học hết. Thì cái vườn của anh Sự là anh không có xịt sơ bày nha, cây tơi á thì nó còn nền kinh nó cao nên mình thấy rất là tốt. Mấy nay thì mưa bão nhiều lắm cả nhà, cho nên là ruộng nè, nước nó lên nè, nó sập luôn nè. Đây là ruộng của người ta ha, các bên. Thì cái hàng bên đây nó đang bị gặp chuối đó nha, nên là nó chưa có ok ha, nó bị che cái nắng sáng, cho nên là thầy đang tư vấn cho anh Sự là cắt cỏ từ từ ra để cho nó thoáng, rồi cái cây của mình mới không bị lép tàn, không có nó sẽ bị lép tàn nha. Đó, đây cái nhà thấy nè, ra đọt ra lá rất là khỏe ha. Đó, nó lả nước hết trơn nè, cái nhà thấy không. Thì cái này qua mùa mưa này thì bắt đầu anh Sự đào ở dưới đó đó, thì mình ốp mô vô chân đây, thì tôi do trồng gãy anh đưa cái mực nước thanh tra hơi cao á, cho nên là nước nó còn ứ trong đây nè, đúng không, còn chưa tốt ha. Thì cơ bản vẫn còn một số cây yếu á cả nhà, nhưng mà đa số thì nó đã phát triển ok hết rồi. Thì như cả nhà thấy cái cây này nó đang bị cái tình trạng gọi là nó bật rồi, nó xém, nó bị tổn thương gãy nè, nó rớt ra làn giá chân nè, nhà giá chân cả nhà thấy không đó. Nhưng mà nó ra được cái cơ này nó khỏe lại nè, hai ba đọt lên để nó khỏe đi, là tư vấn chảnh mình cắt tỉa cành nha. Trời ơi, cái này mình phải dọn cho thoáng, mùa mưa này phải dọn cho thoáng mới được, để này mưa nó ứ trong mô là nó bị thúi gãy hết. Thì cái này cả nhà thấy là cái nước ứ ở trong cái mô nè, cái chân mô nè, như vậy là nó không có tốt á. Nhưng mà ở ngoài kia đang là trồng rẫy nên không có đào rãnh được. Thì sau này đào cái cục đất giữa đây nè, cục đất này ngày xưa cũng trồng ớt rồi nè, mình lắp lại cái lỗ này à, cái chân nó ra dài, giờ cái rãnh này ra ngoài đây đó, thì có thể là xẻ cái rãnh chỗ đó cho nước nó thoát vô mới được, chứ như gì thì không ổn ha. Đó, cái cây này thì hay lắm mấy à, nói chung về gốc thì nó ok ha, cái nhà thấy gốc cành nó chỉ rất là mạnh. Thì giai đoạn này bắt đầu mình cắt tỉa cành từ từ rồi, tạo cái tán cho nó từ từ á, cho nó có dàn cành rất là lực để chuẩn bị cho này, 2 năm nữa là mình làm trái được nha cả nhà. Giờ là cả nhà thấy cái lá mới không đó. Thôi, vườn anh Sự thì chắc đầy quay tới đây thôi, tại bữa nay mấy em gài á thì cái sức khỏe của đầy nó cũng không có tốt, cho nên là loại vườn cũng không có nổi nữa. Mình chỉ quay dài cái đoạn để chia sẻ với mọi người thôi. Thì hiện tại cũng đang bệnh mà công việc nhiều quá, mà mình cũng đang bệnh giai đoạn này, đang tĩnh dưỡng. Rồi, cảm ơn cả nhà nha. Cả nhà nhớ đăng ký video để đón xem những video tiếp theo của Đầy Sầu Riêng nha. Bye bye cả nhà.